bấy giờ phật bảo các thiên tử đúng vậy đúng vậy đúng như các ông đã nói, này các thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ sắc mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc mà nói, chẳng vì nhiếp thủ thọ tưởng hành thức mà nói, chẳng vì xả bỏ thọ tưởng hành thức mà nói. Này các thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ nhãn xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn xứ mà nói. Chẳng vì nhiếp thủ nhĩ tĩ thể thân ý xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ tĩ thể thân ý xứ mà nói. Này các thiên tử, pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ sắc xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc xứ mà nói, chẳng vì nhiếp thủ thanh hương vị xúc pháp xứ mà nói, chẳng vì xả bỏ thanh hương vị xúc pháp xứ mà nói. Này các thiên tử pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ nhãn giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhãn giới mà nói, chẳng vì nhiếp thủ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới mà nói, chẳng vì xả bỏ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới mà nói. Này các thiên tử pháp thâm diệu này, chẳng vì nhiếp thủ sắc giới mà nói, chẳng vì xả bỏ sắc giới mà nói, chẳng vì nhiếp thủ thanh hương vị xúc pháp giới mà nói, chẳng vì xả bỏ thanh hương vị xúc pháp giới mà nói này các thiên tử pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ nhãn thức giới mà nói chẳng vì xả bỏ nhãn thức giới mà nói chẳng vì nhiếp thủ nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà nói chẳng vì xả bỏ nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà nói này các thiên tử pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ nhãn xúc mà nói chẳng vì xả bỏ nhãn xúc mà nói chẳng vì nhiếp thủ nhĩ tĩ thể thân ý xúc mà nói chẳng vì xả bỏ nhĩ tĩ thể thân ý xúc mà nói này các thiên tử, pháp thâm diệu này chẳng vì nhiếp thủ các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà nói, chẳng vì xào bỏ các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà nói, chẳng vì nhiếp thủ các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra mà nói, chẳng vì xào bỏ các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra mà nói.